lo sợ luật an ninh mạng giới dân chủ vận động bỏ facebook đòi tự do internet chống dự luật an ninh mạng bất thành luật an ninh mạng đã chính thức được quốc hội thông qua với đa số phiếu và được chủ tịch nước đã công bố đã khiến cho giới nhân sĩ trí thức và dân chủ mạng hết cách ngăn cản những chiêu trò gọi điện chất vấn đại biểu quốc hội cầu viện chính giới mỹ và phương tây can thiệp thậm chí đi nước cờ hy vọng cuối cùng là cầu khẩn EU không thông qua hiệp định thương mại Việt Nam EU do Việt Tân chủ trò đều trắng tay và chỉ là trò hề thì đến ngày hôm qua người ta chứng kiến là dân chủ mạng phát động chiến dịch từ bỏ Facebook và chuyển sang dùng Twitter hay My. Ngoài việc đối phó với việc bị xử lý với chế tài luật an ninh mạng, đám dân chủ hy vọng bằng cách này sẽ làm yếu Facebook, gây áp lực với các mạng xã hội này không cộng tác với nhà nước Việt Nam để xử lý những kẻ lợi dụng mạng xã hội chống nhà nước. Đồng thời, họ hy vọng việc chuyển sang dùng Mai hay Twitter sẽ do Mỹ kiểm soát và sẽ an toàn hơn, sẽ được tự do ngôn luận, sẽ khích lệ được cộng đồng mạng theo họ, bất tuân dân sự và tìm kiếm kênh liên lạc an toàn cho các hoạt động chống đất nước của chúng tuy nhiên nội bộ số dân chủ này cũng nổ ra cuộc tranh cãi bất phân thắng bại về việc đi hay ở lại facebook bởi công cụ mạng xã hội từ lâu đã là phương tiện hữu hiệu nhất có thể để thu hút và lôi kéo lòe bị dân chúng tập hợp người đi biểu tình phát triển các tổ chức đảng phái mưu đồ lật đổ thể chế nay chuyển sang dùng các mạng xã hội khác thì ai đọc lôi kéo ai xây dựng thương hiệu nhà đấu tranh dân chủ kiểu gì chưa kể bao nhiêu đầu tư vốn liếng dốc vào mua lai xe tạo tổ ngàn lai like, nay có nguy cơ mất trắng chế nhạo đám dân chủ mạng nhà báo chống cộng ở Mỹ là Lê Diễn Đức cho rằng Mai có 2 triệu người sử dụng so với Facebook 1,3 tỷ nhà nước Việt Nam ra luật an ninh mạng là trừng phạt những người Việt Nam trong nước lên mạng xã hội chỉ bới bị đặt để nói xấu nhà nước chứ đâu có phân biệt mạng đó là Mai hay Facebook đến Google cộng còn đầu hàng Facebook thì mai mình nghĩ cũng sẽ chung số phận đó thôi. Xem ra cái vòng luẩn quẩn của đám dân chủ này đang khiến chúng chưa tìm ra được cách tháo gỡ. Dự từ nay đến ngày 1 tháng 1 năm 2019, Luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực, buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải đặt máy chủ dự lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam. Khi chính quyền điều tra, xử lý bất cứ đối tượng vi phạm pháp luật nào, có yêu cầu của cơ quan tố tụng thì các nhà mạng xã hội này buộc phải cung cấp dữ liệu phục vụ điều tra xử lý. Còn đối với những việt kiều yêu nước sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt pháp luật như cấm nhập cảnh, bị truy lã quốc tế. Sản phẩm chống nhà nước sản xuất ra trên mạng cũng sẽ bị gỡ bỏ thì tương lai vô cùng u ám. Bất cứ người dân chân chính nào sống và tôn trọng pháp luật thì sẽ được tha hồ hưởng thụ các dịch vụ mạng xã hội mà không bị phiền nhiễu khi có môi trường lành mạnh hơn